chiếc nồi khổng lồ. Ngày xưa, ở vương quốc Myanmar xa xôi, có một người thợ gốm tên là Judin và một người thợ giặt tên là Junam. Junam là người chăm chỉ, cần mẫn, tham công tiếc việc nên dành dụm được nhiều của cải. Đáng ghét, ra vẻ chăm làm. Vốn lười biếng, ham chơi, lại thêm phần ghen tị với thành công của Junam, Judin luôn tìm cách chơi xỏ Junam. Loa 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 loa, mọi người nghe đây, đức vua cao quý vừa thông báo, ai có thể giúp ngài biến con voi xám này thành voi trắng, may mắn sẽ được ngài trọng thưởng. Kỳ cục, làm sao mà biến voi xám thành voi trắng được, trừ phi... À, đúng rồi, Junam, chuẩn bị tinh thần đi nhé. Sao hả? Đã có tin tức gì chưa? Muôn tâu đức vua, vẫn chưa tìm được nhân tài có thể biến chú voi xám thành voi trắng được ạ. À? Tại sao trong đám cận thần đông như thế, lúc nào cũng nhận mình giỏi giang, lại không có ai có thể làm được việc này? Muôn tâu bệ hạ, thần Judin xin được cầu kiến. Ngươi là ai? Có việc gì? Nói mau. Muôn tâu đức vua, thần biết người có thể biến chú voi xám thành voi trắng ạ. À? Thật ư? Tốt, tốt quá. Nói xem, đó là ai? Muôn tâu đức vua, đó là một người thợ giặt đồ, tên là Junam. Thần là hàng xóm, thần biết anh ta rất rõ. Truyền Junam vào cung ngay, ta nhất định phải gặp được Junam. Vậy là cuộc đời ngươi đã sang trang rồi đó, Junam. Sao cơ? Đức vua cho gọi tôi. Phải, anh không nhanh lên là nguy đó. Muôn tâu đức vua, đây chính là Junam, thợ giặt đồ tài ba mà thần đã kể ạ. À? Tốt lắm, mang chú voi quý vào đây. Junam, ta ra lệnh cho ngươi phải làm sao tẩy rửa cho chú voi xám này thành màu trắng. Một chú voi màu trắng sẽ mang lại may mắn vô biên cho vương quốc của ta. Sẽ có thật nhiều của cải, vàng bạc châu báu đến với ta. Chắc chắn có tên Judin này đứng sau mọi chuyện. Được lắm, ta sẽ không thua ngươi đâu. Thưa đức vua, thần xin lui để Junam bắt đầu công việc ạ. À. Dạ thưa đức vua, xin ngài hãy mời Judin ở lại. Thần rất cần sự hỗ trợ của anh ta để hoàn thành sứ mệnh người giao. Cần ta ư? Ta thì làm được gì chứ? Tẩy rửa giặt giũ chẳng phải là nghề của ngươi sao? Đúng vậy, nhưng thần cần một cái nồi thật lớn để đun nước tẩy rửa chú voi này thưa đức vua. Mà Judin lại là một thợ gốm rất có nghề. Thật à? Dạ thưa. Judin nghe đây, ta lệnh cho ngươi phải đúc cho ta một cái nồi như Junam yêu cầu. Nếu không làm được, ngươi sẽ phải chịu tội. Thần tuân lệnh. Cả tháng đó, Judin chật vật mãi, cũng đã nặng được chiếc nồi khổng lồ. Nhưng... Nào voi, ngươi vào đi xem nào. Không may, chiếc nồi vỡ tan tành. Một tháng tiếp sau đó, Judin lại tiếp tục ngồi miệt mài nặng một chiếc nồi khác lớn hơn. Tuyệt vời, cuối cùng cũng đã thành công rồi. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua, con voi màu đen vẫn chưa chuyển sang màu trắng. Thưa đức vua, nước vẫn nguội ngắt ạ. À. Thế này bao giờ mới tẩy sạch sẽ con voi thành màu trắng đây? Chắc phải nhiều ngày nữa mới... Thật vô lý, tại sao đun bao lâu rồi mà nước vẫn nguội thế? Judin, cái nồi này có vấn đề gì vậy? Muôn tâu đức vua, chỉ có thể là do cái gì chứ? Do thành nồi quá dày nên nước không thể sôi lên được ạ. Judin, ngươi hãy theo lệnh ta làm một cái nồi vừa to vừa mỏng để đun nước tẩy rửa con voi, biết chưa? Dạ thần. Ngày nối tháng trôi qua, Judin nặng hết nồi này đến nồi khác vẫn không thể tạo ra được chiếc nồi ưng ý. Tâu đức vua, thần không thể nào làm được chiếc nồi như ý ngài. Tưởng ngươi tài giỏi lắm, hóa ra cũng chỉ là nói suông. Từ nay, ngươi không được làm thợ gốm cho hoàng cung nữa. Cuối cùng, Judin đã phải nhận bài học thích đáng vì lòng đố kỵ với hàng xóm của mình. Còn Junam tiếp tục sống vui vẻ, bình yên đến mãi về sau. Cậu bạn dở chứng. Ba chúng tôi trở thành bạn thân từ ngày mới vào trường vì chung niềm đam mê bóng rổ.
Trận đấu hôm nào có bộ ba chúng tôi là hôm đấy lớp tôi chắc thắng. Mọi chuyện sẽ cứ tốt đẹp như thế nếu như không có một ngày tự dưng thằng Nam dở chân. Thằng Nam đang làm trò gì đấy Huy? Tớ nghĩ nó đang định tán cái Vi. Tán thì cứ tán, sao nó phải học đăng lên? Để tớ xem nào. Theo cuốn bí kíp tình yêu của ông nội để lại thì nhất cự ly, nhì tốc độ. Chắc nó muốn rút ngắn khoảng cách với em. Ê, cậu có nghe tớ nói không đấy? Chờ tớ với. Này, Nam, cậu dẹp cái trò này giùm đi. Đàn ông con trai gì mà ngồi lõ mõ đan lát thế kia? Ơ hay, kệ nó, cậu làm sao thế? Tớ phải học đan len, có việc quan trọng các cậu ạ. À, việc quan trọng cái gì? Cậu kiếm cớ để tán cái Vi chứ gì? Không, không, cậu nói gì thế? Cậu nói lung tung quá. Đi thôi nào. Tôi không có cố ý đâu Vi. Tôi thật sự muốn học đan len thôi. Ngoài ra không có ý gì khác. Ừ, tôi biết rồi. Thế Vi vẫn dạy tôi đan len tiếp nhé. Tất nhiên rồi. Nhưng tôi chỉ biết đan thường thôi. Còn đan họa tiết thì cậu phải đến lớp học. Tôi sẽ giới thiệu lớp học đan cho cậu nha. Cảm ơn Vi, cảm ơn cậu nhiều lắm. À, ừ, Nam này, dù là cậu đang có việc cực kỳ quan trọng, nhưng mà trận đấu sắp tới cũng vô cùng quan trọng. Trận đấu nào? Trận với lớp C, 2 ngày nữa, giành cúp toàn trường đó. Ui, tớ quên mất. Quên là quên thế nào? Trận quan trọng thế mà quên được. Bọn lớp C đang rêu rao là năm nay chúng nó sẽ giành cúp, vì đội lớp mình có đứa đang biến thành con gái kia kìa. Ai biến thành con gái? Cậu chứ ai nữa. Suốt ngày đan len, chả phải sắp biến thành con gái còn gì. Yêu thì yêu cũng đâu nhất thiết phải làm thế. Bọn mình là con trai mà. Con trai thì phải chơi bóng rổ chứ. Không phải mà. Tớ đã nói rồi, không có yêu đương gì ở đây cả. Không phải thì sao cậu phải học đan len với cái Vi? Ừ, tớ chưa nói được. Nhưng tớ nhất định phải biết đan len. Việc này rất quan trọng. Chúng mình là bạn thân mà. Không có gì là không nói với nhau được. Trận thứ 7 này, nếu cậu không có mặt thì coi như tụi mình không còn là bạn thân nữa. Đi thôi Huy. Thằng Nam không đến thật Huy ạ? Đã đến giờ đâu. Chắc nó đang đến gần quán bà Tư rồi. 5 phút nữa là vào đến cổng đấy. Nam ơi, Nam. Vi hả? Có chuyện gì vậy? Lớp đang họa tiết dời lịch sang chiều nay vì ngày mai cô có việc bận. Tớ gọi cho Nam mà bé Thư bảo Nam đến trường. Tớ vội chạy theo. 10 phút nữa lớp bắt đầu học rồi. Nhưng trận đấu cũng sắp bắt đầu rồi. Vi báo cho Khánh và Huy giúp tớ. Tớ đi nha. Các cậu ơi, tớ xin lỗi. Này thì đang lên này. Cậu không là bạn của tôi nữa. Cậu sao thế? Thế là đã một tuần rồi, chúng tôi không cùng Nam đi học nữa. Khánh này, vậy tụi mình không chơi với Nam nữa hả? Chỉ là một trận thua thôi mà, có cần phải làm quá lên thế không? Vấn đề không phải là thắng hay thua, mà vì Nam đã không coi tụi mình là bạn thân nữa. Chắc chắn Nam có điều gì đó bận tâm lắm. Nhưng tại sao nó không nói với tụi mình? Nó không cần tụi mình giúp, nghĩa là nó không xem tụi mình là bạn. Cậu nói đúng. Ơ, nhìn kìa, Khánh. Khánh ơi, Huy ơi, đợi tớ với. Hôm nay cậu không đăng lên nữa hay sao mà có thời gian đi chơi với bọn tôi thế này? Ừ, vì tớ đã đăng xong chiếc áo len con cá cho bé Thu rồi. Hóa ra cậu học đăng len để đăng áo cho bé Thu. Nhưng sao cậu không nói với bọn tớ? À, tớ sợ nói trước bước không qua. Lỡ nói với các cậu rồi mà đăng không được hoặc đăng xấu quá thì ê mặt lắm. Có phải chiếc áo bé Thu mặc lúc nãy không? Cậu không nói thì chiếc áo vẫn xấu mà, có thay đổi được gì đâu. Ừ, cậu thấy xấu lắm hả? Tớ đùa đấy, đẹp lắm, chiếc áo đẹp lắm. Cậu thật cừ, thật không? Tớ đã rất cố gắng. Lúc đầu tay tớ vụn lắm, nhưng ngày nào cũng đan nên quen dần. Tớ bỏ trận đấu là vì hôm đó có lớp dạy đan họa tiết con cá, mà tớ nhất định phải đan được hình con cá, giống hệt như con cá mẹ đan. Người mẹ đã mất của cậu hả? Ừ, mẹ tớ mất đã 2 năm rồi. Nhưng cách đây 3 tuần. Thu ơi, nhanh lên, nhớ mặc áo ấm vào, trời trở lạnh rồi đấy. Ừ, em lớn nhanh thật.
chiếc áo len ngắn mất rồi. Sao em không mặc chiếc áo ba vừa mua cho ấy? Em chỉ thích mặc áo len mẹ đan thôi. Nếu như mẹ còn sống, chắc chắn mẹ sẽ lại đan cho hai anh em mình áo mới. Anh Nam nhỉ? Nam và Thu thích mặc áo len mẹ đan thế sao? Vậy năm nào sinh nhật hai anh em, mẹ cũng sẽ đan tặng các con những tấm áo mới nha. Dạ. Thế là tớ quyết định sẽ đan cho em Thu một chiếc áo len thật đẹp. Y hệt chiếc áo len mẹ đan, phải thật đẹp y hệt các cậu ạ. Cậu đan len cũng giỏi như đánh bóng rổ, được lắm. Nhưng lần sau, có gì nhớ nói với bọn tớ nhé. Nếu sợ nói trước bước không qua, thì cả ba tụi mình cùng bước, thấy nào cũng qua. Thế là mọi chuyện lại tốt đẹp, chúng tôi lại là bạn thân, và lần này còn thân hơn trước rất nhiều. Chàng hôn phu biến mất. Bộ phim dựa theo câu chuyện có thật của cặp đôi Matt và Christina ở Hoa Kỳ. Mia ơi, cậu nhìn anh ấy xem, chúng mình đẹp đôi lắm có phải không? Ừ, hai người trông đẹp đôi thật á. Phải nói rằng chuyến du lịch vừa rồi đúng là định mệnh. Gặp được anh ấy đúng là vận may lớn của đời mình. Krista, cậu là một cô gái tốt. Bao nhiêu năm cậu đã rất chăm chỉ làm việc, xoay sở một mình ở đây rồi. Cuối cùng thì người tốt như cậu đã gặp được người xứng đáng. Ừ, cậu nói gì cũng đúng cả. Mình đang ngập tràn trong hạnh phúc nè. Tình yêu quả thật là rất kỳ diệu. Nè, nhưng cũng phải tỉnh táo nghe chưa. Đừng để biến thành tình yêu mù quáng đó. Ừ, cậu yên tâm. Vâng anh, em đến rồi nè. À, em thấy anh rồi. Chào em. Xin lỗi phải để em đến đây. Ừ, tại công việc anh bận quá. Không sao mà anh. Em cũng muốn xem chỗ làm của anh như thế nào. Hôm nay anh sẽ đưa em đến một quán hải sản ngon tuyệt luôn. À, dạ chào sếp ạ. Chào anh Matt. Chào hai cô. Ồ, anh là sếp hả? Giờ em mới biết đấy. Có gì đâu. Nào, mình đi thôi. Ủa, mình đứng đây làm gì vậy anh? À, đợi một chút tài xế đánh xe tới rồi mình đi luôn. Ồ, anh có cả tài xế riêng cơ à. Nè nè nè, xem ai đi cùng sếp kìa. Trông cô ta quê mùa, chả cân xứng gì cả. Đừng nói cô ta là bạn gái sếp nha, như thế thật không công bằng. Dạ, em gọi anh ạ. Mấy ngày sau. Xem kìa, lại là cô gái hôm trước. Xin lỗi, không phải cô đến tìm sếp Matt của chúng tôi đó chứ? Ờ, dạ vâng, đúng rồi. Cô đừng nói cô là bạn gái của sếp đó nha. Vâng, tôi là bạn gái của anh ấy. Cái cô này đúng là không biết xấu hổ. Cô có biết Matt là con trai duy nhất của gia đình tỷ phú Brent không? Cô nghĩ cô là ai mà dám nói là bạn gái của anh ấy? Cẩn thận kẻo ăn quả lừa to nha. Đúng là không biết mình là ai. Ừ, Chris, em đến rồi à? Dạ, chào sếp ạ. Ừ, chào hai cô. Mà mọi người biết nhau sao? Dạ không có. Xin phép sếp chúng em lên văn phòng. Chào em yêu. Sao hôm nay lại có nhã hứng mời anh ăn trưa vậy? Em làm anh hồi hộp quá đi. Em định qua đi ăn trưa cùng với anh, nhưng em lại có việc gấp rồi. Thôi để lần khác nha anh. Kìa, Chris, có chuyện gì mà gấp thế? Để anh đưa em đi. Không cần đâu anh ơi. Anh ấy là ông chủ của tập đoàn Maxino. Vậy có nghĩa anh ấy là con nhà tỷ phú. Vậy mà anh ấy không hề nói với mình. Mà cũng tại mình đâu có hỏi. Mình cũng đã nói gì cho anh ấy về thân phận của mình đâu. Có lẽ mình và anh ấy không hợp nhau thật. Hoàn cảnh hai người quá khác biệt nhau. Mình đang ngập tràn trong hạnh phúc nè. Tình yêu quả thật là rất kỳ diệu. Nè, nhưng cũng phải tỉnh táo nghe chưa. Đừng để biến thành tình yêu mù quáng đó. Là mình đã vội vã
chạy theo cảm xúc quá. Alo. Rít à, anh muốn gặp em một chút. Em... Muộn rồi, sao anh còn hẹn em ra đây? Dạo gần đây anh thấy em hơi lạ. Em không sao mà. Rít à, chúng ta đã biết nhau một thời gian rồi, cũng chẳng thể nói là dài hay ngắn, nhưng anh tin vào trái tim của mình. Anh muốn được ở bên em cả cuộc đời này. Mát à, đừng làm như vậy mà. Rít, em không yêu anh sao? Em nhưng mà... Rít, có thể em cho là được độ, nhưng anh hết sức nghiêm túc. Dạo gần đây anh thấy em rất lạ, em khiến anh lo lắng như không thể có em bên mình, nên anh quyết định cầu hôn em thế này. Mát à, anh hãy hiểu cho em. Hiểu cho em? Có chuyện gì em còn không chia sẻ với anh, sao lại nói anh hiểu cho em? Anh yêu em, anh muốn gắn bó với em mà. Còn em thì sao? Em hiểu cho anh không? Mát à, chúng ta quá khác nhau. Anh là một ông chủ giàu có, một người có địa vị xã hội. Mọi thứ thuộc về anh có lẽ đều quá cao và xa vời với em. Anh không hiểu sao em chỉ là một cô gái đơn phương độc mã ở thành phố này. Công việc của em cũng là đi làm thuê, đâu xứng với một công tử nhà giàu sinh ra đã ở vạch đất như anh. Lời cầu hôn của anh, em xin lỗi, đừng treo đồ em nữa. Rít. Mấy ngày sau. Nè, chúc mừng sinh nhật nha. Chắc hôm nay có kế hoạch với tình yêu rồi phải không? Thế nên mình mới phải tranh thủ hẹn cậu ra đây giờ này đó. Cảm ơn Mia nhiều nha. Thực ra hôm nay mình vẫn chưa có kế hoạch gì hết. Mình mới chia tay Matt. Hả? Chia tay? Hắn ta đá cậu rồi hả? Sao hắn dám làm thế? Bình tĩnh đi nào Mia. Là do mình chia tay anh ấy trước. Hả? Sao lại thế? Kể mình nghe thử xem nào. Hôm nay anh sẽ đưa em đến một quán hải sản ngon tuyệt luôn. Dạ chào sếp ạ. Chào anh Matt. Chào hai cô. Dạ em gọi anh ạ. Lời cầu hôn của anh, em xin lỗi, đừng treo đồ em nữa. Rít. Đúng là cậu và anh ta như hai thế giới khác nhau. Anh ta khác cậu quá nhiều. Nhưng cậu làm vậy có hơi vội vã không? Chia tay là đúng thôi. Từ hôm ấy mình không liên lạc gì cho anh ấy. Anh ấy cũng không gọi cho mình một cuộc nào. Ủa, như vậy thật sao? Ít ra hôm nay là sinh nhật của cậu, anh ta cũng phải gọi một tiếng chứ. Cả tuần nay rồi, hay anh ấy gặp chuyện gì không hay? Mình chỉ hỏi thăm một tiếng thôi. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Anh ấy còn chặn cả số của mình rồi sao? Hai tuần sau. Mình phải quên anh ta đi. Anh ta chỉ là công tử nhà giàu, thích trêu đùa tình cảm của người khác mà thôi. Là Matt gọi. Anh ta gọi cho mình sau bao nhiêu ngày bạc vô âm tính nữa. Mình có nên nghe không đây? Alo. Là anh đây. Anh có thể gặp em ở quảng trường Romas được không? Có gì thì anh nói luôn đi. Anh thật sự cần em lúc này. Làm ơn hãy đến đây. Có chuyện gì với anh ấy sao? Chuyện gì thế kia? Em yêu, hắn đã có rất nhiều câu hỏi đặt ra khi anh bỗng dưng biến mất phải không? Anh xin lỗi vì cảm giác khó chịu đó em phải chịu đựng một mình. Tất cả chỉ vì một lý do duy nhất, đó là chính là ngày hôm nay. Có chuyện gì thế này? Như em thấy đấy, đây chính là điều đặc biệt anh dành cho em. Matt à, anh làm gì vậy? Rít, em chính là tình yêu, là định mệnh và cuộc sống của anh mãi về sau này. Về việc ổn và có một tình yêu ngọt ngào như vậy. Matt à, mẹ và chị của em sống ở hai nơi khác nhau, cách xa hàng trăm cây số. Vậy mà anh đã lần lượt đến gặp họ. Vì em, anh có thể đi vòng quanh thế giới mà. Nhưng chưa hết đâu. Mẹ, chị, cả hai đều đã ở đây rồi. Rít, vẫn còn một điều nữa. Thưa ba,
con xin phép được gọi là ba. Và con cũng xin ba chúc phúc cho con cùng con gái ba là Bris được phép bên nhau. Con xin hứa trước ba rằng cả đời này con sẽ mang đến cho Bris hạnh phúc vì cô ấy xứng đáng được như vậy. Bris, tình yêu của anh, giờ thì em đã hiểu lý do biến mất của anh rồi chứ? Anh muốn giờ phút thiêng liêng này đây, khi anh quỳ gối trước mặt để cầu hôn em, thì những người thân của em sẽ là những người chứng kiến và thác thành cho chúng ta. Hãy đồng ý làm vợ anh nha. Em đồng ý. Đứa con 3D. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật về một gia đình ở Hàn Quốc. Suzy, em lại gặp ác mộng rồi, ảo giác phải không? Anh à, em nhớ con bé lắm. Nãy giờ bé bỏng của chúng ta, sao nó lại phải ra đi quá sớm như thế? Nó chỉ mới có 8 tuổi thôi mà. Tất cả là tại em. Tại em lại đón con muộn, để con đi học về một mình, nên mới xảy ra chuyện như thế. Thôi mà em đừng tự trách mình nữa. Tất cả chỉ là tai nạn, không ai muốn thế cả. Em cứ như thế này thì con ở bên kia thế giới cũng không thể yên lòng được đâu. Em biết, nhưng em không thể chịu nổi. Em thực sự rất nhớ con bé. Em nhớ nó lắm. Thôi em ngủ đi. Ngày nào cũng thế này em gục ngã mất thôi. Em à, ra ăn sáng thôi. Anh nấu xong hết rồi. Không biết cô ấy lại đi đâu rồi. Suzy, Suzy, Suzy kia rồi. Chẳng lẽ cô ấy định tự tử sao? Suzy, em làm gì thế? Anh, sao anh lại đến đây? Sao em lại ra đây làm gì? Không phải em định bỏ anh mà đi chứ? Anh à, tháng sau là sinh nhật của Nayeon rồi. Em đã hứa mua cho con búp bê làm quà. Sinh nhật con năm ngoái vì bận việc nên em đã không được ở bên cạnh con. Năm nay em định tổ chức một bữa tiệc để bù đắp cho con, vậy mà lại không được nữa rồi. Em có lỗi với con quá. Mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn thôi. Em không hề có lỗi. Con cũng sẽ không trách em đâu. Em đừng thế nữa mà. Mãi mãi em không bao giờ được giữ sinh nhật cùng con nữa rồi. Em không muốn sống nữa. Em thật sự rất nhớ con. Anh để cho em chết đi mà. Em bình tĩnh lại đi. Đừng có như vậy được không? Nếu em cứ như này, anh sẽ đưa em vào bệnh viện đấy. Em không biết. Em thật sự không biết phải làm thế nào. Tôi đã tiêm cho cô ấy một mũi an thần. Cô ấy sẽ ngủ lâu đó. Anh nhớ cho cô ấy uống thêm thuốc bổ và canh chừng cô ấy nữa. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Có lẽ tôi sẽ xin nghỉ việc một tháng để chăm sóc cho cô ấy. Thuốc chỉ là giải pháp tạm thời thôi, còn chủ yếu là chữa tâm bệnh. Anh hiểu ý tôi chứ? Tôi biết, tôi cũng đang nghĩ xem là có cách nào giúp cô ấy vượt qua chuyện này hay không. Thực sự nó là cú sốc lớn với cô ấy. Uchin này, anh thử tham khảo chương trình này xem, biết đâu sẽ có ích cho hai vợ chồng anh. Chương trình thực tế ảo ư? Vậy để tôi xem thử. Cảm ơn bác sĩ ạ.
anh hãy thử gửi câu chuyện của mình đến chương trình cùng thông tin của bé xem sao. Biết đâu chương trình sẽ đồng ý hợp tác với anh. Một tuần sau. Anh dẫn em đi đâu thế này? Hôm nay là ngày đặc biệt, anh có một món quà muốn dành cho em. Hôm nay là sinh nhật của Nayeon mà. Anh đưa em ra mộ của con bé đi, được không? Em không muốn đi đâu hết. Nghe lời anh nào. Chẳng phải em luôn mong muốn được dự sinh nhật cùng con sao? Vào đây với anh. Anh nói sao? Dự sinh nhật cùng con ư? Dạ xin chào, tôi là Uchin. Hôm nay có hẹn với chương trình ạ. Mời anh chị tới phòng số 3 ạ. Anh Uchin à, anh làm gì thế? Em đừng hỏi. Em cứ đeo kính rồi bước vào căn phòng này cho anh đi. Đây là USB, bên trong có đầy đủ tư liệu về hình ảnh, giọng nói, clip, cũng như thói quen sinh hoạt hàng ngày của con gái tôi. Chúng tôi sẽ phân tích thông tin và dựng lại hình ảnh 3D của bé một cách chân thực nhất và sớm nhất để có thể mời chị nhà đến gặp gỡ bé trong đúng ngày sinh nhật của Nayeon. Hy vọng rằng buổi gặp gỡ đặc biệt này sẽ giúp em nghĩ thoáng hơn và bớt đau buồn hơn. Mẹ ơi, mẹ, con đã nhận được quà sinh nhật của mẹ rồi nè. Con thích con búp bê này lắm. Nayeon, là con sao? Nayeon, bé bỏng của mẹ. Nayeon. Mẹ, con là Nayeon của mẹ nè. Nayeon, mẹ nhận ra giọng của con mà. Đúng là con rồi. Mẹ nhớ con lắm, Nayeon. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Con cũng nhớ mẹ rất nhiều. Mẹ xin lỗi. Mẹ là một người mẹ không tốt. Mẹ đã không bảo vệ được con. Là tại mẹ. Tại mẹ. Mẹ không thể thực hiện lời hứa là cùng con dự sinh nhật năm nay. Mẹ thật tệ có phải không? Con giận mẹ lắm phải không con? Mẹ đừng như thế mà. Chẳng phải mẹ con mình đang tổ chức sinh nhật cho con sao? Quà của mẹ con nhận được rồi mà. Tuy con không còn ở bên cạnh mẹ nữa, nhưng lúc nào con cũng dõi theo mẹ. Con mong mẹ đừng đau buồn nữa nha. Mẹ còn có ba mà. Mẹ như thế ba cũng sẽ rất đau lòng đó. Ba của con sao? Mẹ ơi, nếu mẹ cứ mãi đau khổ thì con ở bên kia thế giới cũng không được yên lòng. Làm sao con có thể siêu thoát được? Mẹ phải mạnh mẽ lên nha. Còn rất nhiều người yêu thương mẹ mà. Coi như mẹ vì con mà tiếp tục sống vui vẻ mẹ nha. Nayeon của mẹ. Nào, bây giờ mẹ con mình cùng ăn tiệc tổ chức sinh nhật nha mẹ. Mẹ ra thổi nến với con đi. Mẹ ra ngay đây. Sinh nhật năm nay, con ước mẹ sẽ không bao giờ phải khóc, phải buồn vì con nữa. Mẹ phải thật mạnh mẽ mẹ nha. Mẹ còn có ba ở bên cạnh mà. Ba sẽ thay con chăm sóc cho mẹ. Mẹ phải cười tươi lên mẹ nha. Cảm ơn con. Từ giờ mẹ sẽ thật mạnh mẽ. Mẹ không để Nayeon phải lo lắng cho mẹ nữa. Mẹ hứa nha. Mẹ hứa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Những đứa trẻ ở Meuri. Tuyết rơi dày quá thế này thì làm sao chúng ta về kịp để tổ chức sinh nhật cho Mary được đây? Chết thật, anh không nhìn thấy được. Thành xe có vấn đề gì thế này? Ôi không! Ôi không! Một thời gian sau. Anh Bello ơi, em đói quá. Mary, để anh đi nấu gì đó cho em ăn nha. Gắng chờ anh một chút nha. Hết mất bột mì rồi. Ba lô, Mary, Peter à, các cháu có ở nhà không? Bác à, mang bánh cho các cháu nè. Vừa mới làm xong, vẫn còn nóng hổi đó nha.
Nào, nhanh nhanh nhanh, lại đây, ăn bánh đi nào các cháu. Ờ, Paolo à, tay của cháu sao thế kia? Dạ, anh cháu bị cây đổ xuống khi ra ngoài dọn tuyết để đổi lấy đồ ăn cho chúng cháu á, bác Hanen. Tội nghiệp ba đứa quá, cha bé chúng đột ngột mất để chúng phải côi cút như thế này. Mà này Maria, một người bạn của bác muốn nhận nuôi cháu, nhà họ đang muốn có một cô con gái, cháu tính sao? Cháu yên tâm đi, bạn của bác rất tốt, đến đó cháu sẽ có nhiều điều kiện, được học tập đầy đủ, sau này cháu có thể giúp đỡ được anh và em của cháu. Mary, như thế cũng rất tốt, ở với anh và Peter, em đã quá vất vả rồi. Anh Paolo à, nhưng mà em... Không nhân nhị gì hết, bác Helen, cháu sẽ nói để Mary hiểu, em ấy sẽ đồng ý thôi ạ. Ừ, bác cũng nghĩ như thế, là tốt hơn cả cho các cháu. Vậy nha, lát bác sẽ về gọi điện cho bạn của bác, chắc là cô ấy sẽ tới đón Mary sớm thôi. Mấy hôm sau... Anh Paolo. Ủa Peter, em vẫn chưa đi ngủ hả? Em nhớ chị Mary quá à. Anh cũng vậy, Mary đã sang đó được hơn một ngày rồi, không biết nhà họ có đối xử tốt với em ấy không nữa. Mai anh phải đưa em đi thăm chị ấy, không là em không chịu đâu. Anh Paolo, Peter. Mary, sao em lại quay về đây được? Em hỏi được, rồi tự chạy về nhà. Em không ở đó nữa đâu. Em ở đó tốt hơn nhà chúng ta mà. Tốt đến cỡ nào mà không có anh và Peter thì em cũng không chịu đâu. Em xin anh đừng bắt em phải quay lại đó nữa mà. Thôi đi nào Mary, nín đi em. Em vào nhà sưởi ấm đi, trong em lạnh quá rồi. Anh hứa đi, sẽ không bắt em phải đi đâu nữa nha. Được rồi, Mary, nhất định là anh sẽ không bảo em tới đó nữa. Từ giờ, ba anh em mình sẽ không bao giờ xa rời nhau. Mấy hôm sau, Mary, Peter, hôm nay có người thuê anh dọn tuyết, nên anh đã có tiền mua bánh cho hai đứa đây. Những chiếc bánh tạm bơ vẫn còn nóng hổi cho hai em đây. À, Mary, có chuyện gì vậy? Peter nhà mình, em ấy cứ nằm ly bì à. Em gọi thế nào cũng không vậy. À, thôi chết, Peter bị sốt rồi. Em ở nhà để anh cổng đưa Peter đến bệnh viện khám nha. Dạ vâng. Ờ, cháu là người nhà của bệnh nhân Peter sao? Ờ, dạ vâng, em cháu sao rồi ạ? Thế cháu không còn ai thân thích nữa hả? Dạ, bố mẹ cháu mới chuyển đến vùng này sinh sống, nhưng chẳng may bị tai nạn mất rồi. Giờ chỉ có ba anh em cháu ở với nhau thôi ạ. Tội nghiệp cháu, nhưng mà trước mắt tình hình của Peter khá nghiêm trọng đấy. Hả? Nghiêm trọng là sao ạ? Giờ đây chúng tôi phải gấp rút tiến hành lọc máu để thay, may ra thì mới giữ được tính mạng. Và hơn thế nữa, chi phí cho lọc máu cũng khá là tốn kém. Bác sĩ, vậy bây giờ phải làm sao đây ạ? Xin bác hãy cứu lấy em cháu với ạ. Hoàn cảnh của các cháu khá đặc biệt, để ta thử đề bạt lên giám đốc bệnh viện xem thế nào nha. Có thể tiền truyền máu sẽ được giảm, nhưng phải chờ phản hồi nên không nhanh được. Bác sĩ hãy lấy máu của cháu đi ạ. Nhìn cháu cũng không được khỏe lắm. Nếu lấy máu của cháu bây giờ, cháu có thể bị choáng nặng đấy cậu bé à. Không, cháu không sợ. Cháu xin bác, hãy lấy máu của cháu nhanh lên, kẻo không kịp mất ạ. Thôi được rồi, cũng chả còn cách nào khác. Cháu theo ta vào trong để kiểm tra nào. Ha
Thôi chết. Ba lô, hãy cứ nằm đó nghỉ đi đã. Không được bác sĩ ơi, ở nhà cháu còn có một đứa em gái 5 tuổi nữa ạ. Cháu đưa Peter đi khám từ hôm qua đến giờ, Mary ở nhà một mình ạ. Tội nghiệp những đứa trẻ này quá. Mình phải làm gì để giúp chúng đây? À, hay là... tòa soạn nói sao ạ? Rất nhiều gia đình đã tìm đến ba anh em, nhưng tới giờ vẫn chưa có đứa trẻ nào được nhận nuôi ư? Tại sao lại thế? Anh Ba Lô ơi, em sẽ không đi đâu mà thiếu anh với cả Peter nữa. Em cũng vậy. Được rồi, được rồi. Anh đã hứa rồi mà, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. Chào các cháu. Bác sĩ Mikon, sao bác lại biết nhà chúng cháu ạ? Sao lại không chứ? Ta còn biết rằng từ nay các cháu sẽ có cha mẹ. Thế là sao hả bác? Nghĩa là từ giờ cả ba cháu sẽ là con của ta. Ta sẽ thay cha mẹ các cháu nuôi dưỡng và yêu thương các cháu như con của mình. Các cháu có đồng ý không nào? Bác nói sao? Cả ba chúng cháu luôn ạ? Nhưng ta nói trước là ta rất bận rộn đấy. Các cháu có chấp nhận một người cha bận rộn không? Cha. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.